các bạn ơi. Còn bên nắng đi. Ăn đi cưng. Dạ ăn đi cưng. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món đu đủ hầm giò heo nha các bạn. Mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Chào các bạn. Trời nóng quá. Mua trái đu đủ về hầm với cái giò heo ăn cho nó mát các bạn ơi. Đó, trái đu đủ này các bạn, giò heo này các bạn, mình sẽ hầm rồi mình mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Đu đủ hầm giò heo nha các bạn. Trời mà nóng nực, các bạn mua trái đu đủ về các bạn hầm ăn là mát khỏi đội nón luôn nha các bạn. Đây cái nồi cống kho ngon không các bạn, quá đã nha các bạn. Đó. Chào các bạn, các bạn tìm cái coi. Rồi mời bạn cơm các bạn ơi. Rồi mình ăn đi. Ăn đi cưng. Dạ ăn đi cưng. Không, mình không ăn canh đâu, mình ăn cái này nè. Hay nha các bạn. Trứng chiên nha các bạn. Đó, công cụ có bát gang nữa nha các bạn. Quá đã các bạn. Đi Minh. Quá đã không Minh. Quá đã luôn. Đủ đủ nha các bạn. Nước mắm chua nha các bạn. Mình ăn đi cưng. Nè, mình ăn cái ơi. Mời các bạn nghe coi. Ăn đi. Ồ, quá đã các bạn luôn vậy. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay làm về trễ đói bụng quá các bạn ơi. Mời các bạn ăn cùng anh em mình đi. Hôm nay chịu hết nổi rồi. Phỏng vô ăn liền. Ăn đi Minh. Đói quá rồi ăn đi cưng. Quá trời quá đặc. Cái máy chạy nghè khó chịu quá. Tắt coi. Rồi tắt xong rồi lại ăn tiếp thôi, bật máy quạt lên cho nó mát chút. Quá trời quá đắt, đổi muốn gần chết luôn các bạn ơi, cho nên mình bỏ cái khúc quay luôn nha các bạn. À, mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Đói bụng quá sao nó buồn buồn. Là cái khúc làm mình làm rất là nhanh luôn các bạn. Mình không kịp quay luôn các bạn. Mình sẽ quay sơ thôi. Quay khúc đầu với đổi quá đói các bạn ơi. Đổi chịu không nổi luôn.
ý là dắt chiều có ăn rồi đó nha, mà dẫn đói đúng là canh ăn ngọt ngay các bạn, đu đủ ăn nữa ngọt gì đâu á, giò nó cũng mềm mà nó ngon gì đâu các bạn ơi, quá xá đã. Đẩy cái giò đúc 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 cái coi tao ngon quá các bạn ơi, quá ngon đi. Ông kia cậu cũng chạy vấn đề chỗ đó lắm cái gì đấy là hả ồ canh ngon quá, nước ngọt quá các bạn ơi, quá ngon luôn các bạn ơi, quá ngon các bạn ơi, ngọt quá. Mình ăn mau đi cưng. Ồ húp canh ngọt quá, quá đã luôn. Ồ này đẩy mấy coi. Ồ ồ quá quá đã. Mình nè mua khúc giò heo, mua khúc dữ rồi các bạn. Về hầm đủ đủ ăn mát trợn đeo luôn các bạn ơi. Đói bụng ăn với canh nó ngon thiệt chứ. Mau đi, ngồi nó gãi gãi gì. Quá đã. Này sao chịu nổi. Quá đã. Trời ơi, bỏ chim chắn nữa ta. Ồ, dữ thiệt trời. Nói
Công bố là công ty giám định một mình ta nữa đó. Đi bán món nước luôn hả? Sậm luôn ăn về ở trong cà cò lọc mà có lần sậm là cuối mẹ nó chậm luôn quá đúng không, nhờ thử trong không biết thật ai cũng dễ với hậu cái này nó đứng gì nè, nó tấm cái đầu lại là mới đúng á. Chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn.